Sát thủ nguy hiểm nhất không phải là người giỏi nhất, mà là kẻ vô tình nhất. Check chứ đầu tiên là cái thời gian trước á, tức là mình sẽ mất từ đây cho tới tháng 5 rồi mình phải tập võ ít nhất chắc tuần phải tập 3 ngày à, rồi sau đó thì mình sẽ quay, nó phải mất 8 tuần ở ngoài Nha Trang á, mình đi toàn bộ cái phim mình sẽ ở ngoài Nha Trang á. Thì anh không biết là có vấn đề về việc học của em hay có vấn đề gì không? Em sinh năm 1987, cao 1m68, tên là Rồi. À, em tập ở Cascade là lâu chưa? Dạ, 4 năm mà còn xinh dữ vậy, chưa thì da chóc giải hay gì vậy? Dạ, dưới phòng em này chưa. Hèn chi mặc đồ cứng á. Bây giờ coi như là có một con thằng Anh Hà đó, nó rất là đáng ghét, phải không? Bây giờ em ảnh á quy định em là cái người em rất ghét, con nói em rất là ganh tị, tại từ đó giờ mình là đẹp nhất ở trong cái nhóm này, tự nhiên giờ có con năng hài vô đẹp hơn, phải không? Cô biết giận ai rồi nè, giận cái con nhỏ tanh tanh hả không? Nó là gì trời ơi, cô nói cho cô nghe nha, cái ngày đầu tiên nó vô là cô được ghét nó rồi. Cô nhớ anh Thịnh không? Anh thấy mình nhớ mình đó. Trời ơi, biết bộ thích ảnh cái bộ. Rồi, ok, thôi được rồi, đấy, ok. Khi được casting mình cũng không biết là mình có được chọn hay không nữa. Và khi đã biết là mình được chọn rồi thì cảm giác là không ngờ tới là mình được như vậy. Vì chị Tăng Thanh Hà, chị Thanh Hằng đã tập luyện ở trong Cascade lâu rồi. Và khi mình tập luyện chung với chị thì mình cũng không nghĩ là mình được chọn. Dung ơi, cho anh hỏi cái. Thì cái phim này nó là một cái vai, nó nói về những cái cô sát thủ nhưng mà cũng làm kỹ nữ ấy. Cho nên là nó có những cái cảnh sexy ấy. Thì em có dám làm không? Có làm được không? Hay là có ngại, có mắc cỡ gì không? Rồi, ok. Rồi, chỉ mi vô. Đúng rồi. Cả. Mày cái kia này phải có cái lưỡi vô nó mới được. Nhậu không? Nhậu không? Nhậu không? Đúng rồi, tới nơi nhậu cứ cười kiểu vậy. Biết vậy bữa ta vô dây này rồi. Không được, để đi bạn cho. Chạy lại, vô trong ơi! Lắc đầu, lắc đầu!
vô lẹ làm tóc. Mà phải không? Phải đúng hôm đầu tiên không? Bạn có biết là tôi nhìn qua một kẽ hở tôi thấy không, quá nhìn mặt tôi phải nụ hôm đầu tiên vậy thấy không? Sao vậy? Chúng ta tính anh như vậy à? Một đẩy kỷ niệm. Sao mà chị thấy em nhìn đẹp phê lắm? Vậy. Chúc mừng. Đến với bộ phim Mỹ Nhân Kế thì đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Dung quay ở Việt Nam. Trước đây thì Dung cũng đã quay một bộ phim điện ảnh, đó là phim Đức mà quay tại Việt Nam ở Đà Nẵng. Phim đó thì Dung vào vai Mai Linh, một cô bé người Trung Quốc giỏi võ. Thì cũng giống như bộ phim Mỹ Nhân Kế này thì Dung cũng là một cô kỹ nữ nhiều võ. Xuất thân là một nữ karate, thì cái lợi thế của Dung là võ thuật. Dung đã luyện tập karate được 4 năm và tất cả mọi cái cảnh hành động trong phim đều đã tập luyện qua rồi. Thì đối với Dung thì những cái đó cũng là thuộc vào khả năng của mình. Nhưng ngoài ra thì có những cái hành động mà nam cũng có thể mà hoàn thành tốt. Nhưng mà rất vui là trong phim này Dung đã hoàn thành cái pha hành động. Dung cảm thấy là rất hài lòng về mình. Ok, đẹp, cho xin cái nữa nha. Liễu Thị là một kỹ nữ, nữ sát thủ, vô cảm. Là một cô gái rất là hơi ba phải, nhưng sống rất tình cảm với tất cả mọi người trong đường xuân quán. Khi mà ra đòn thì cực kỳ sát thủ. 1, 2, giết. Không cần cái đó, chỉ mang bi ông mày nó làm đi. 1, 2. 7, 9, 6. Giết. Cái đầu gối kìa. Nó đá đi. Mày tay mũi giáp luôn. Nó chảy máu rồi. Chảy máu quá. Trời, đợi ra cho bác sĩ đo. Cứa này nãy giờ mà. Ủa sao nó giờ vậy ta? Chân em bị đưa lên nè. Dưới dây ai, dưới dây nhất hả? Được chưa? Ok. Rồi, chơi lại ha. Cứ mỗi ngày là một vết thương, khi mà có những cảnh hành động là đều có vết thương trên người. Nhiều khi là vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã xuất hiện. Nó giống như là nhìn những vết thương đó, mình nghĩ đó là một niềm vui của mình. Vì mình đang được cống hiến, đang được hành động, đang được làm những điều mình thích. Trong phim này thì có rất nhiều cái trường hợp chấn thương, trong đó có nhất là những cô nữ họ bị cái bầm tay hay là bầm chân hay là đủ thứ, bởi vì cái ra binh khí, xung quanh binh khí, và họ mặc những cái áo mà trần, lưng trần, tay không gì không thể nào bảo hiểm cho họ. Mình sẽ đánh sao cho nó tan ra bớt máu bầm. Kỳ nữ trong cái quán bầm dập như vậy nữa, phải kỳ nữ phải xinh đẹp, vậy phải chịu thôi, phải bắt buộc phải giấu được cái lúc mà hóa trang đánh nó, bắt đầu hóa trang giấu được cái gì giấu. Nếu mà để cho lần sau mà quýnh tiếp một phim khác, quýnh tiếp mà bầm dập như vậy mà hoặc là hơn thì Kim Dung thấy sao? Nhắn sẵn sàng. Cái khách đơ mà. Công việc của một khách đơ là có thể làm được tất cả những gì mà diễn viên không làm được. Vì vậy mà các cơ đơ phải tập luyện mỗi ngày, tập luyện võ thuật và tập luyện nhào lộn, hay là té xe, hay là nhảy lầu, bay trên không, hay là làm tất cả mọi thứ để có thể hoàn thành tốt cho diễn viên nhất. Đối với một nữ các cơ đơ, cái khó khăn nhất là về thể lực,
thể lực của nữ các đơ thì không như nam các đơ, và sức khỏe cũng không có sự dẻo dai. Chân bị sao vậy? Bị chấn đi gót xuống giờ vẫn còn thốn. Dạ. Cứ mỗi lần chạy về nhà rồi mẹ hay là dì hay là dượng gì cứ thấy vết bầm này rồi vết thương này lại hỏi sao con trên người con cứ toàn là vết bầm không vậy con, rồi sao dượng mới thấy con vết bầm trên tay rồi xuống đến chân, rồi khi mà đi ra đường thì nhiều người thấy vết bầm vết sẹo rồi tất cả chạy xước chi chít trên người thì nghĩ mình chắc là một đứa nữ quậy lắm, hay đi đánh lộn thì mới bị như vậy, chứ không nghĩ mình là một nữ rất là đơn. Mình phải tập luyện rất nhiều để mình có được những pha hành động đẹp, và mình nhìn thấy được những ánh mắt không thích về những vết sẹo đó khi mà một nữ bình thường có. Mình cũng nghĩ là ủa mình là con gái mà tại sao mình lại không thích những cái nghề khác đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn mà mình lại chọn các cái đơn. Mà cái đó là đam mê, cái sở thích và lòng nhiệt huyết thì mình mới đến với nghề được. Đây nhớ là anh chị, mỗi năm cho anh nhìn thấy đèn cầu nguyện. Tôi nhớ là xuống luôn, cho tôi cắt cái đi xuống. Ta thấy Lan thị mỗi đêm trăng được thả đèn cầu nguyện. Ta nhớ luôn ạ. Cắt. Cái khó khăn hơn của một nữ cắt ca đơ khi vào vai thì đó là diễn xuất. Thì Dung rất may mắn là được bạn diễn của Dung là Ngọc Quyên hỗ trợ Dung rất là nhiều, tạo cảm xúc cho Dung để Dung có thể hoàn thành tốt được cái vai Liễu Thị của mình. Đạo diễn cũng đã phân tích tình cảm và tâm lý trước khi mà Dung bấm máy để Dung có thể hiểu hơn về nhân vật. Dung rất vui, rất tự hào khi được làm việc với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Đạo diễn rất là thương diễn viên. Trước những cảnh quay khó, đạo diễn ra đều là phân tích tính cách nhân vật. Con phải làm như thế này, nhân vật của con nó đòi hỏi con phải cảm xúc với nó. Rồi bác tạo mọi điều kiện để mình có thể mà diễn tốt cái phân đoạn của mình. Có những lúc căng thẳng thì bác ra, bác làm trò, bác pha trò để diễn viên có thể thoải mái làm việc hơn. Rất là thương diễn viên và thương ekip làm phim của mình. Anh ơi, kêu đứa kế đem rồi mấy cái này đang luôn anh ơi. Cái gì anh ơi? Đá. Rồi. Con đá. Chưa lên đi. Có về đang cố tình. Dạ. Nó rỉa chân. Nó rỉa vô cái chỗ. Nó lên. Thả ra nó đủ sống được. Cũng sắp tới ngày kết thúc. Hy vọng rằng những ngày sau tất cả ekip làm phim đều làm tốt công việc của mình. Còn những ngày cuối của hành trình khó khăn này, và hy vọng rằng sẽ rất tốt. Dung sẽ rất nhớ mọi người vì đã trải qua hơn 2 tháng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau mà cố gắng về một điểm chung. Hy vọng rằng mọi người sẽ đón xem bộ phim Mỹ Nhân Kế và ủng hộ, công nhận mọi khả năng, mọi cố gắng của tất cả diễn viên và ekip làm phim, vì tất cả mọi người đã cống hiến, đã cố gắng hết sức vì bộ phim Mỹ Nhân Kế. Cảm ơn. Okay.
thủ nguy hiểm nhất không phải là người giỏi nhất, mà là kẻ vô tình nhất.